Hello, xin chào toàn thể anh em bà con nhé. Rất lâu lắm rồi, hôm nay mình quay video về cái lợp bẫy cua cũng như cái giỏ bẫy cua đồng hai cửa. Thì hôm nay mình sơ qua cho toàn thể anh em bà con chúng ta xem. Thì cũng có rất nhiều anh em bà con trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình cái dòng sản phẩm này rất là hiệu quả. Thì hôm nay sơ qua cho toàn thể anh em chúng ta chưa biết cũng như đang lăn tăn băn khoăn. Thì sơ qua thì nó là hai cửa vào mọi người. Đây, hai cửa vào. Một cửa. Hai cửa. Đó. Hôm này là hôm rất là khít. Đó. Rất là khít thì cua nó vào nó không ra được. Đây mọi người nhìn này. Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái dây kéo để cho chúng ta bỏ mồi cũng như là chúng ta đổ cua ra. Mồi thì là gì? Mồi chỉ là ốc biêu vàng hoặc là cá cá rô phi cắt ra mọi người cho vào nhé. Ở đó mọi người khóa lại thế là ok. Đó, khóa này mình đang sử dụng khóa rất là bền, đắt tiền. Đây, mọi người nhìn kỹ này. Đấy. Về tổng thể thì nó sẽ có hai cái dây và một cái que cắm thì mình đã làm sẵn. Về mọi người chỉ cầm căng ra là cắm xuống dưới đáy mặt của ao hồ ruộng kênh rạch là ok. Về cái tính hiệu quả của nó thì rất là tốt đấy, thì các anh em bà con đang sử dụng và cũng mua rất là nhiều với giá thành rất là rẻ để giúp bà con anh em chúng ta nhanh thu hồi vốn cũng như là có lãi đấy, rất là rẻ và gọn nhẹ, đầy đủ que cắm các thứ rồi. Đấy. Thì anh em bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là số điện thoại 096 9911 694. Mình giao hàng toàn quốc cho mọi người. Đó, thì cảm ơn mọi người. Tất cả anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Đây, rất là bền, mình đang sử dụng cái lưới rất là dày, bền và giá rất là rẻ. Đấy, giúp chúng ta đánh thì nó nhanh thu hồi vốn cũng như là rất là hiệu quả. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem video.